Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2022, Chủ nhật tuần thứ ba mùa chay năm C. Trích sách xuất, xuất hành. Trong những ngày ấy, moses chăn chiên cho ông nhạc là Zetro tư tế xứ Madian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc để núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa nhưng không bị thiêu rụi. Mô-xe nói Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này Vì sao bụi gai không bị thiêu rụi Thiên Chúa thấy ông lại xem Từ giữa bụi gai Người gọi ông Mô-xe, Mose, Mô-xe Ông thưa và dạ con đây Chúa nói Ngươi đừng đến gần đây Hãy cởi dép ở chân ra Vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh Ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi Thiên Chúa của Abraham Thiên Chúa của Isaac Thiên Chúa của Jacob, Moses che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: Ta đã thấy dân ta phải khổ cực ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than, kẻ đốc câm áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt, tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật. Môsê thưa với Thiên Chúa rằng, này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ thiên chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em nếu họ hỏi con tên người là gì con sẽ nói sao với họ thiên chúa nói với moses ta là đấng tự hữu chúa nói ngươi sẽ bảo con cái israel thế này đấng tự hữu sai tôi đến với anh em thiên chúa lại nói với moses ngươi sẽ bảo con cái israel thế này thiên chúa của tổ phụ anh em thiên chúa của abraham Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai ta đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời. Đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. So. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tùng chúa và toàn thể con người tôi hãy chúc Tông danh người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tùng chúa và chớ khá quên mà ăn huệ của người. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chứa ngươi khỏi mọi tất nguyện. Người chuộc mạng ngươi khỏi cho phong thân người đậu đầu ngươi bằng máu từ bi ăn sùng chúa là đấng từ bi và hay thương xót so. chúa thi hành những sự việc công minh và trả lại quyền lợi cho những người bị ức người to cho moses được hai đường lôi to công cuộc người cho con cái israel chúa là đấng từ bi và hay thương xót so. chúa là đấng từ bi và hay thương xót so chăm bất bình và hết sức khoan nhân nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất lòng nhân người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sơ người chúa là đấng từ bi và hay thương xót Tết thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây đi ngang qua biển và tất cả nhờ mô xê mà được thanh tẩy dưới áng mây và trong lòng biển tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiên liêng và uống cùng một thức uống thiên liêng thật vậy tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiên liêng đi theo họ tảng đá ấy chính là chúa kitô tuy nhiên không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm keo trách như một số người trong bọn họ đã làm và đã vong mạng bởi tay một sứ thần hủy diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răng bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững hài ý tứ kẻo ngã. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Này là lúc thuân tiên, này là ngày cứu đô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan phi -tô giết mấy người Galile, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galile bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galile ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năng hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở jerusalem ư ừ. ta bảo các ngươi không phải thế nếu các ngươi không ăn năng hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy ngài nói với họ dụ ngôn này có người trồng một cây vả trong vườn nhau mình ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: kia ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có, anh hãy chặt nó đi, còn để nó chắn đất làm gì? nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, mai ra nó có qua chăng? bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi. đó là lời chua. Lạy Chúa Kỳ Tô ngợi Khiên Chúa Suy niệm Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm C Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga Sám hối để khỏi bị hủy diệt Khi bàn đến việc sám hối, một số người cho rằng Thôi, sám hối làm chi cho mệt Sám hối thì phải hy sinh, hãm mình để dứt bỏ tội lỗi phiền lắm Nếu có phạm tội thì đi xứng tội là xong, thật đơn giản, nhẹ nhàng Xưng tội xong nếu có phạm lại thì xưng tiếp Thế là cuộc sống của họ cứ đông đưa qua lại như người đu dây Phạm tội rồi xưng tội Xưng tội rồi phạm tội Và lối sống đông đưa kiểu này cứ tiếp diễn mãi suốt cả cuộc đời Chẳng tạo nên công phúc gì Suy nghĩ như trên thật là sai lầm Tai hại và đi ngược lại dấu hướng của Chúa Giêsu Chúa Giêsu kêu gọi sám hối. Sám hối là giáo huấn quan trọng hàng đầu, được Chúa Giêsu nhấn mạnh và nhắc lại nhiều lần từ lúc bắt đầu rao giảng cho đến khi lên trời. Lời đầu tiên Chúa Giêsu trực tiếp nói với nhân loại khi bắt đầu công cuộc rao giảng là lời kêu gọi: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến". Bắt theo chương 4 câu 17 trước đó ít lâu khi Doan tẩy giả bắt đầu rao giảng thì sứ điệp đầu tiên mà Doan gửi đến mọi người cũng là lời kêu gọi sám hối anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần bắt theo chương 3 câu 2 và lời cuối cùng Chúa Giêsu gửi gắm cho nhân loại trước khi lên trời cũng là sám hối ngài truyền cho các môn đệ hãy đi giảng dạy cho môn dân để họ sám hối và được ơn tha tội Luca chương 24, câu 47 trong suốt ba năm rao giảng Chúa Giêsu thường kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối qua nhiều vụ ngôn khác nhau không ăn năn hối cải sẽ bị hủy diệt Chúa Giêsu kịch tiệc lên án những người cứng lòng không chịu sám hối trước hết ngài nhắc họ rằng xưa kia dân thành Ninive một dân phạm nhiều tội lỗi đáng bị án phạt nặng nề nhưng nhờ nghe lời ngôn sứ Sona rao giảng và thật lòng sám hối sửa mình nên được Thiên Chúa thứ tha. Còn hiện nay, Ngài là Thiên Chúa cao cả từ trời xuống thế, tận tình dạy dỗ mà họ lại không nghe. Vì thế, Ngài lên án họ rất gao. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này vì họ đã sám hối theo lời Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Luca chương 11 câu 32 Và đặc biệt, nhân sự kiện có một số người Galilee bị Philato tàn sát cách mang rợ Chúa Giêsu cảnh báo nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy Luca chương 13 câu 3 Chúa Giêsu cũng nêu lên trường hợp 18 người bị tháp si lô đổ xuống để chết thành lình để cảnh báo nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Luca chương 13 câu 5. Chúa Giêsu còn cho biết số phận của người không sám hối, không cải thiện đời sống, chẳng khác gì số phận cây vả không sinh trái, chẳng được tích sự gì chủ vườn sẽ chặt nó đi không để nó trấn đất vô ích chúa giêsu cũng răng nghe đe những người không ăn năn hối cải không cải thiện cuộc đời bằng nhiều dụ ngôn khác như ngư phủ kéo lưới lên bờ tuyển chọn cá tốt và vứt bỏ cá xấu thì đến ngày tận thế các thiên thần sẽ tách biệt kẻ xấu là người không sám hối ra khỏi hàng ngũ người công chính rồi quăng chúng vào lò lửa ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Mắt theo chương 13 câu 47 đến 50. Và người không sám hối bị xem như cỏ lùng mọc chung với lúa tốt, đến cuối mùa sẽ bị gom lại và đốt đi. Mắt theo chương 13 câu 30. Như vậy, sám hối là chuyện sống còn, phải sám hối để khỏi bị hủy diệt. là Chúa Giêsu, hậu quả của việc không sám hối thật là khủng khiếp xin giúp chúng con quyết tâm sám hối ngay từ hôm nay quyết tâm từ bỏ tội lỗi hầu có thể tránh được hậu quả khủng khiếp sau này và được hưởng phúc thiên đàng với Chúa muôn đời. Amen. Bài của linh mục Ignacio Trần Ngàn. Ánh sáng đô thị. Một trong những cuốn phim hay nhất của Sạc Lô và cũng có lẽ là một trong những cuốn phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh đó là cuốn phim có tựa đề là ánh sáng đô thị đó là câu chuyện tình của một gã lang thang và một cô gái bán hoa nàng là một cô gái mù bán hoa bên vệ đường một nhà tỷ phú trong vùng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng ngày kia gã lang thang là sạc lô cũng dừng lại mua hoa của nàng cô gái bán hoa tưởng chàng là người tỷ phú thế là một giấc mộng đã chớm nở và nấu kết hai tâm hồn nàng tưởng mình gặp được người mình mơ mộng từ lâu nay chàng thì hy vọng sẽ kiếm được tiền để chữa lành tật mù lòa của nàng nhưng chẳng may vì một sự ngộ nhận chàng đã bị cảnh sát giam giữ sau một thời gian cầm tù chàng được trả tự do chàng trở lại chỗ cũ để tìm người con gái mù nhưng nàng không còn ở đó nữa nhờ tiền bạc đức kia chàng đã gửi cho nàng người con gái đã được chữa lành và nay đứng trong coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần nhưng không thể nào nhận ra nàng. Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy, người con gái cười như nhạo bán Chàng định bỏ đi nhưng chợt nhận ra tiếng cười, chàng quay lại, chàng hỏi một cách nhút nhát: "Cô đã thấy được rồi sao?" Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc, nàng từ từ nhặt cánh hoa gắn lên áo chàng và nàng thốt lên trong cảm xúc anh đấy sao thế là cả hai đã nhận ra nhau và họ sẽ không bao giờ rời nhau nữa cuộc gặp gỡ trong bất cứ một cuộc tình nào cũng là hình bóng của cuộc gặp gỡ trong đức tin giữa chúng ta và thiên chúa thiên chúa là tình yêu và chúng ta là những con người có tự do do đó thiên chúa không nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ nào khác hơn là tình yêu tình yêu không bao giờ là một cưỡng bách nhưng là một lời mời gọi tự do những người do thái thời chúa giêsu đòi hỏi những dấu lạ những bằng chứng hiển nhiên về sứ mệnh của ngài ông hãy làm cho chúng tôi một dấu lạ ngày nay thì trở lại với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật có người dường như không còn tin vào phép lạ nữa tưởng mình có thể chế ngự và làm chủ vũ trụ có người muốn loại bỏ thiên chúa ra khỏi cuộc sống chúng ta có thể ngạc nhiên tại sao Thiên Chúa không làm phép lại nhẫn tiền cho những người biệt phái hay cho những kẻ vô thần ngày nay. Tại sao Ngài không viết tên Ngài trên trời để xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng người? Thiên Chúa có lối sư phạm của Ngài. Ngài đã không là Thiên Chúa của những điềm lạ cả thể, nhưng là một Thiên Chúa đã chọn lựa làm tô tớ để chinh phục tình yêu và lòng tín nhiệm của con người Thiên chúa không những là một thiên chúa của quyền năng ở bên trên con người, nhưng còn là một thiên chúa ở bên trong của con người và cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là dấu lạ cả thể nhất bởi vì đó là dấu chứng của tình yêu. Chúa Giêsu đã nói đến dấu chứng đó khi dùng hình ảnh của tiên tri Sô-na được thiên chúa sai đến cho dân thành đi về ông tưởng Chúa sẽ dùng ông để làm một dấu lạ cả thể khiến dân thành trả tin vào sứ mệnh của ông. Nhưng cuối cùng, qua con người của ông, Thiên Chúa chỉ kêu mời sự hoán cải và tình yêu. Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta qua những sinh hoạt và những biến cố tầm thường nhất trong cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta nhận ra Ngài trong cái ăn, cái uống, cái mặt, trong tiếng cười, tiếng khóc. Trong tất cả mọi gặp gỡ của chúng ta với tha nhân, và ngay cả trong cái chết mà con người cho là điểm cuối cùng của cuộc sống, thiên chúa cũng có mặt nhận ra ngài như cô gái bắn hoa để nhận ra giọng nói của chàng sạc lô. đó là ân gọi của người kia tôi chúng ta một đức tin trưởng thành không đòi hỏi và thử thách thiên chúa nhưng tiếng thác và nhận ra dấu chỉ của ngài qua những cái tầm thường nhất của cuộc sống bài trích sách lẽ sống